Chào các con học sinh lớp 3 Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt Các con xem video bài giảng Thấy cô giảng dễ hiểu Bấm nút thích Chia sẻ cho các bạn cùng xem Bạn nào chưa đăng ký Vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo Kênh Dạy con học tiểu học nhé Hôm nay cô dạy cho các con chương trình Sách giáo khoa mới Bộ sách cánh diều tập 1 Góc sáng tạo Trang 58 Đề bài: Viết đoạn văn giới thiệu ngôi nhà, căn hộ thân thương của gia đình em. Bài làm: Gia đình em sống tại thành phố tấp nập và đông đúc được 12 năm rồi. Đó là một căn hộ của chung cư nằm ở tầng 18, nhưng em vẫn thích gọi là ngôi nhà hơn. Ở trên đấy rất cao, em có thể nhìn thấy công viên và trường học xung quanh thường ngày mọi người lên nhà bằng cầu thang máy ở ngay khúc cua đầu tiên đã đến nhà em nhìn bên ngoài chỉ thấy một cánh cửa bằng sắt sơn màu trắng ngà mở cửa sắt là đến một lớp cửa gỗ dày rồi mới vào đến không gian bên trong mặc dù căn hộ không được rộng rãi như nhà mặt đất nhưng nó vẫn đầy đủ tiện nghi phòng khách nhỏ với bài trí hiện đại trên tường Mẹ em trang trí vài bức tranh theo đính đá. Em thấy thoải mái nhất là được lăn lộn trên thảm trải sàn như khi còn học mẫu giáo. Hàng ngày, mọi người quây quần bên bộ bàn ghế sofa nhỏ màu nở vàng nâu, cùng nhau trò chuyện, xem tivi. Một bên phòng khách là phòng bếp trông thật sạch sẽ và ấm cúng. Đây là nơi cả gia đình em dùng bữa Hai phòng ngủ nằm kề sát nhau khá rộng rãi và có cửa sổ thoáng mát. Khoảng trời riêng của hai chị em với góc học tập ngăn nắp, đó là khoảng không gian yên tĩnh giúp chúng em học hành tốt. Một hướng khác của phòng khách thông ra ban công. Ban công được làm chắc chắn bằng lan can rất cao nên không sợ nguy hiểm. Đây là nơi em hay giúp mẹ phơi đồ. Tuy nhỉ em không lớn nhưng nó có sự gần gũi mà chỉ có thể cảm nhận khi ở nhà mình em cảm thấy thật hạnh phúc vui vẻ khi được sống trong vòng tay của gia đình tại căn nhà yêu thương này đoạn văn giới thiệu ngôi nhà thân thương của gia đình em đến đây là hết rồi cô chào các con